buôn bán bây giờ có được không? Dạ, nói chung là đủ sống với ba chứ không cần giàu được cả. Nhưng mà nói chung là cuộc sống như thế là cũng được người ta. Còn anh bên Đức? Dạ vâng, bên Đức cộng Liên bang Đức. Ở Đức à? Dạ, vợ sống ở Việt Nam chắc không có ít người nước ngoài trên đây. Người... Không, không biết. Dạ, tại vì cái dân tộc mình, cái ngôn ngữ, cái văn hóa của mình thì mình sẽ sống hòa đồng hơn là mình sống với người nước ngoài. Đây là bạn hôm nay để này nơi ngồi đây cùng chung cả còn không được riêng đâu. Vâng. Thì nếu mình ở đây anh chụp chung tất cả với cả pháp không là chụp chung tất cả. Vâng. Nếu mà cũng người bạn sẽ nói lắm thôi nhưng việc thì chỉ quay đi quay lại bảo vệ đó. Cháu rất là hy vọng bác để bảo cháu quay. Cháu rất là hy vọng là lần sau cháu về, một lần sau nữa cháu về sẽ giữ được đại thọ 100 tuổi của bác. Bây giờ còn ở Mỹ nữa. Quay vào cái thành phố nào đấy? Tại cháu ở thành phố Munich. Thành phố Munich rất là nổi tiếng. Munich. Bây giờ còn làm cái dạ đúng rồi, thưa bác rất là còn minh mẫn, bác còn minh mẫn cả những trong cái xung quanh ngoài là tại khen ông minh mẫn là hàng năm tổ chức vào tháng 10 hoặc là lễ tháng 10 ngày đấy là người ta vui chơi trong vòng 20 ngày là để uống bia, thưởng thức bia của tất cả các hãng bia nổi tiếng và chơi trò chơi cổ truyền, không phải cổ truyền mà như giống còn đến uống bia. Dạ trước khi cháu về Việt Nam cháu có tham dự rồi cháu mới Việt Nam mà đến bây giờ thì sắp được kết thúc. Ủa, kéo dài bao nhiêu lâu nhỉ? Dạ, 4 tuần, hơn 3 tuần, 20 ngày. Hồi đấy uống bia. Vâng. Mà người ta dâng ra những cái liều bạt rất là lớn và mọi người đến vào trong đó ngồi uống bia và nghe nhạc dân tộc và ăn những món đó. Theo lái này, con này là con gì hiền hả? Dạ vâng. Cháu là Hiền ạ. Chị Hiền. Cháu là Hiền, con mẹ Hiền ạ. Con mẹ Hiền. Dạ. Đây là cháu Khánh. Cháu Khánh, con út mẹ Hiền ạ. Đây là con của cháu, vợ cháu. Cháu. Đây là vợ Khánh. Thế bây giờ chụp sao một cái hay là tất cả? Dạ vâng. Quay băng tí, Tùng nó muốn lấy để vào cho cậu Dung xem. Của vào cậu Hoác Văn với này. Chụp cậu không vào không? Dạ cháu chụp cho cháu vợ con cháu cả Tùng này. Mày có chụp tao không để tao ngồi bác con nghe kìa con xếp cái đề này bác đang có cháu đúng như bây giờ cầu gần này con sao thì khóc của nó vào không có đi. Cần một lúc cho nó thổi pin. Vâng. Cùng mấy con rồi cháu? Dạ thưa ba, thưa một ạ. Con trai? Dạ vâng. Con mấy gì tôi nói gì rõ ra hả? Con kia đấy. Vâng. Mà đúng cái điều mà các anh đang tập lại. Đấy là hòa thịnh. Đưa cái máy đến đây cho xem ạ. Đưa cái máy đến đây cho xem. À, dạ, mà tôi đi mà. Hả? Dạ. Cái máy. Đưa cái máy đến đây. Nó ngủ như thế, nó chúc tất cả bạn máy. Bất cứ ở cương vị nào, gương mẫu, tiến bộ. Đó. Còn người ta thăm gia đình. Đó. Bây giờ đi lại. Đâu nè. Cháu hôm nay cũng rất muốn đến nhưng mà cháu sợ đến trình bày vấn đề lâu thì bác nhỉ. Bác chặt cổ này. Trình bày một vấn đề. Trình bày một vấn đề ghê lắm. Vấn đề thì hơi lâu. Thì là mất. Mà nhất là vấn đề bây giờ là. Bài đạo đảng người khác. Các vấn đề mà rất là trọng đại cho. Cho tương lai của dân tộc. Cháu thực sự là rất là mừng vì bác đã được mọi người tôn vinh này. Thế nên khi mà công sức của bác đóng góp cho mọi cái cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, cháu rất là mừng về
tại vì hồi xưa cháu rất là buồn vì cái chuyện mà các cháu chả có cái gì buồn rồi đây này, buồn đời rồi này, không có để chịu được buồn, không buồn không không ấy, nhưng mẹ cháu thì thỉnh thoảng lên cứ đi theo cái... bác cũng rất là thỏa mãn khi bác ra đường, buồn là tất cả mọi thứ, buồn nhưng chân nó nói láo, còn cháu buồn thì cho mình con người như thế nào? Ngay bây giờ này. Thế còn những chuyện đúng ấy thì người ta cũng nói là đầy. Có một cái ngồi nói chuyện với một đồng chí thứ trưởng đã về hưu, thì ông có nói chuyện là đang nói về chuyện là ông số 10 thì về các cái vấn đề thì ông ấy lại đấy có nói về cái là khi làm này thì làm này của ông là chúng ta là thế ông bảo ra. Thế ông bảo là đã luôn. Ông nói 6 tuổi, tất nhiên sau mình học. Nhưng mà tôi bây giờ tôi nghe nói. Và bên lúc đó là có người giải điều. Bác uống nước chả tươi. Bác uống với tôi khóc. Người khóc. Người chúng nó. Nước chả tươi kia ông kia. Nhưng mà tôi nghĩ là trong cái chuyện như thế đó, nó là nói nhiều. Chà, việc gì cũng nói. Tức là nó đúng là đấy, đến hôm nay thì ông ấy nói, tại vì bây giờ ông về hưu rồi thì ông ấy nói là đi từng tổ một. Đúng rồi. Tức là đấy, cái hồi đấy, cái chuyện đó thì đang nói chuyện nên nó quan, nên mà là đi từng tổ, nói như thế đi. Không, không là việc gì. Ông chả sao, muốn nói rằng cái chuyện là chuyện láo rồi. Không, không, không. Nè, có xem chuyện Đoàn Thế Thành không? Xin chào sang hết rồi đấy. Cái người như thế mà lại cứ bác mặt trường mặt với khắp nơi là bác sống ở Bắc Lanh. Ta sống ở Nguyên Ích. Chỗ con bác quan còn rất là nguyên mẫn là nhớ là Nguyên Ích là cái chỗ có hàng năm có cái tổ chức cái lễ bia cho mọi người. Ông vừa mới xem chứ minh mẫn gì. Ai vừa xem thì nhớ hết. Ai vừa xem chẳng có minh mẫn gì. Bởi vì ở ta uống bia vào thì đâm nhau, chứ còn là nó uống bia thì rất hòa bình. Hôm đấy lần trước hôm trước đến đây thì bác lại đang bận đọc báo trong nhà và sao thì bác văn còn nói là không sao. Thế còn mẹ thì sức khỏe tốt không? Tốt. Bây giờ chỉ có cái là có cái cho uống đi thuốc thôi. Ăn đi chỉ chỉ nhớ. Chỉ nhớ. Và có cái thuốc có độ thấy khi bác mà nằm à khi cô mà nằm bên cạnh mẹ cháu kém mẹ cháu một cái thuốc như vậy. Thế nào? Cô bảo ngày xưa chiều quá cứ quên cái chiều. Xong rồi cô bao có nước chè tươi. Có cái cô uống cái thuốc nào mà bây giờ cô ăn cũng như là thuốc của ta, thuốc của tây, đúng thuốc của tây. Bây giờ bác cũng không uống gì cả, cũng cứ tây thì uống. Nhưng bác Hải thì bác Hải nói thế là bác Hải vui vẻ quá, tối nay ăn thêm bát nữa. Bác Hải đúng là quả thật bác Hải không biết thôi. Hồi mẹ cháu từ những cái bài báo nào mà của bác Quanh là mang về là giữ xong cất kỹ quá lại tối lại hỏi ở đâu đúng rồi là tối là ăn tìm vâng ạ, mà tức là trước khi đến thì chiều mình cảnh cáo là chụp được ảnh là quý, còn không thì cũng phải chịu. Bởi vì bác Văn là bác đến thăm một năm 10 phút thì được không sao, nhưng mà nếu mà chụp ảnh thì phải chỉ về thì phải xin ý kiến bác. Thế đến phút cuối cùng chiều anh cũng chưa dám khẳng định là có được chụp. Thôi, không quan trọng nữa. Nhưng thế này, cậu Tuấn phải biết là đoàn của gia đình thì không sao. Đoàn dài đấy mà lại cứ người nào cũng đến chủ riêng chắc nhỉ. Không thì bác mẹ còn mấy bà đồ 2 tuần nữa hay 4 tuần là cháu lại đi. Cháu lại phải đi vào chẳng được thăm bố mẹ. Thắng mấy con? Thắng mấy con.